Chứ lúc đầu anh nhận lại từ chỗ 3 lần luôn. Thực sự là anh rất hạnh phúc. Anh cũng vừa hoàn thành bản cuối cùng để test ra rạp á. Và anh cũng đã thấy cái đứa con của mình nó hoàn thành. Mình rất là hạnh phúc khi chuẩn bị trình làng. Mấy ngày hôm nay thì nhận được rất là nhiều lời chia sẻ, rồi lời động viên. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác mình rộn ràng, và hồi hộp và hạnh phúc như vậy. Thì việc mà được một nghệ sĩ nổi tiếng như Quý Huyền Linh thì nó có gặp khó khăn gì không? Khó. Dạ. Thực sự là khó nhất luôn á. Trong các diễn viên thì mời anh Quyền Linh khó nhất, không phải là anh khó, anh không anh khó tính. Nhưng mà tại vì với anh Quyền Linh thì anh có nhiều dự án. Mà làm một cái phim anh biết rồi, cái sắp xếp cái lịch nó phải rất là dài hạn. Ví dụ như là riêng cái phần quay không cả hơn một tháng thì anh là phải lốc hết cái tháng đó. Rồi trước đó anh phải xuống kênh, rồi thậm chí anh phải để râu mấy tháng đó. Nên là cái lịch này cách đây một năm là anh với anh Linh đó. Khi mà anh Linh mà nhận lời là anh mừng lắm. Chứ lúc đầu anh không nhận lời, anh từ chối 3 lần luôn. Thì từ chối. Anh làm thế nào mà để có thể thuyết phục được Quý Huyền Linh tham gia? Thực sự là kiên trì. Có mấy lần anh nói thôi anh không nhận cũng được, rồi uống cà phê với em nghe em nói. Xong anh cứ nói anh đọc rồi anh nói không hợp. Nhưng mà thật ra sau này anh biết anh Linh với Thú nhận ra anh làm chưa đọc luôn. Anh nói về để cho Vinh nản đó, không có ấy nữa. Thì có một lần Vinh nói thôi anh cứ ra đây với em đi, em cà phê thôi. Xong bắt đầu mình mới nói xong rồi anh cũng nói bảo được rồi để anh coi. Nhưng mà cũng một phần nhờ tác động của chị Thảo, Vinh có tặng cho chị Thảo một quyển sách. Sách Vinh đã Sự Sống Giá Bao Nhiêu á, chứ Vinh có một cái bảo bệnh để chị Thảo cũng có đặt quyển sách đó. Chị Thủy cũng thấy cảm thấy anh có một cái gì rất là nhiệt huyết. Thì anh Linh nói sau là bà xã cũng nói thôi, người ta năn nỉ rồi đây cũng là cái thời điểm. Thì anh Linh nói là thứ nhất là mình cũng kiên trì với anh. Ra uống cà phê thì khi mình nói như vậy thì anh nghe thế. Anh nghe sau đó anh về với đọc. Mà anh đọc xong cái đêm đó là 3 giờ mấy anh đọc nhắn cho mình. Anh có ngày mai ra cà phê tiếp với anh. Chứ anh không nhận thì anh đã nói được à. Anh coi như là anh nhận mà bây giờ phải anh góp ý vài chỗ. Bắt đầu lúc đó là mừng, bắt đầu phải sửa kịch bản thêm mấy lần nữa. Thì sau đó thì anh Linh anh nhận lời. Thì lúc đó là anh nhớ là khoảng tháng 10 của năm 2022. Thì cái lịch của anh nó làm sao phải đảm bảo cái lịch của anh Linh. Thì anh quyết định là sau Tết là anh phải quay. Là lúc lịch thứ nhất là làm muối nó thuận lợi để nắng. Thứ hai là lịch của anh Linh thường sau Tết thì nghệ sĩ á mà sẽ rảnh. Và như thế là bắt đầu từ tháng 10 bắt đầu anh muốn nuôi râu thì anh nghỉ tới Tết luôn. Thì anh tới Tết xong là anh ăn Tết là anh ra anh đóng luôn, là bắt đầu có một cái xô là anh để râu á. Mà nhiều người không biết tưởng anh bị bệnh hay già, là lúc đó là âm mưu rồi. Không được cạo, tại vì để cái râu như vậy nó phải cần ít nhất là 3 tháng. Rồi anh xuống cân, rồi anh đi học gò lại, anh làm nhiều thứ. Có nghĩa là lúc đầu rất là khó. Mặc dù anh là bạn thân với anh Linh, học cùng anh Linh luôn á. Nhưng mà anh Linh nói thật là tao nhận thì dễ rồi, nhưng mà tao làm không có thời gian làm mà mày cũng chết. Với lại lâu quá tao không làm thì tao cũng lo chút kiểu. Nhưng mà mình cứ động viên thì có nhận. Thứ nhất là anh rất là kiên trì. Thứ hai là anh thuyết phục bằng cách là nói chuyện. Là khi anh thấy anh thích á. Thì anh Linh anh, mà khi anh thích rồi anh làm tới nơi chỗ đó. Anh rất là bất ngờ. Anh Linh một trong những người nghệ sĩ mà anh không làm thôi, anh làm tới nơi chỗ. Mà ra hiện trường là có những ngày anh nói thật. Anh dầm mưa từ sáng đến tối. Ban ngày thì quay cảnh nắng nguyên ngày, xong ban đêm nguyên cảnh mưa. Mà anh không có nói, thậm chí là anh dành cho anh một cái chỗ riêng để anh nghỉ. Mà anh cứ nói để anh ngoài đó cho anh nắng, để sao cho cái da cháy. Mà anh không có, anh ăn cơm mà anh ngồi anh cũng không cần ai che dù luôn. Anh thấy với anh Linh mà đúng là anh thấy là cái vị mặt của anh mà khi bỏ ra rồi anh mời được anh Linh. Và đến ngày hôm nay coi những hình ảnh phải nói là anh rất là vui mừng khi mình đã quá kiên nhẫn với anh Linh. Dạ, thì có thể nói là việc mà mời được Quý Huyền Linh là một cái điều khó khăn nhất trong quá trình quay. Thì bên cạnh cái điều đó thì khi mà mình làm phim thì mình còn gặp khó khăn nào khác nữa? Thật ra sau đó thì anh Linh là gần như là Vinh nói là anh tuyệt vời luôn. Gần như anh còn hỗ trợ lại rất nhiều anh luôn. Anh không có làm phiền ai mà anh làm tất cả những điều Vinh yêu cầu, Vinh bất ngờ luôn. Như đền cò ra là học xong anh đánh như một cái người chuyên nghiệp luôn. Những cái việc làm giảm cân xuống kiến anh làm hết. Cái khó thứ hai của anh chính là sản xuất cái phim này ở đảo. Khi mà anh phải đưa một ekip ra ngoài đảo thì em biết nó rất là khét. Mà đi bằng tàu mà không, rồi phải vận chuyển. Thứ hai là làm muối, em biết đó là những cái thiết bị máy móc nó rất là hạng. Mà anh phải quay ngoài trời nắng mà thấy làm muối đâu có làm
ban đêm được, mưa không làm được. Như vậy là tháng này là không có quay được phim, tháng này mà đi quay muối là thất bại, là không có ai làm được, phải nặng. Thế là nguyên ekip là phải ở ngoài đó thì nước uống cũng khó, rồi điện này ăn ở là phải chia ra ngày dân, ví dụ như vậy rất là khó khăn. Có những ngày tắm là không được, tại vì cùng lúc tắm là cái giọt nước không còn, rồi anh phải lấy nước làm mưa, là nhiều thứ nó khó khăn. Cái vật sản xuất ở ngoài đảo là nó khó khăn, nó rất nhiều. Chỉ có may là như vậy, khi tập trung mọi người thì nhốt ở đảo không đi đâu được, cũng được là cái hay. Nhưng mà khó, có một ngày anh cho nghỉ mà anh Linh đến độ ạ. Anh làm cho anh gần tháng thì có những cái show mà anh quay nó bị hết chương trình phát sóng. Anh biết anh làm gì, có một cái ngày anh ốp đoàn thì cái đoàn mà quay anh nó từ trong đất liền ra ngoài đảo để quay cái show đó ngoài đảo. Đến độ vậy. Tại vì có cái khó nhưng mà có cái hay là vô đảo thì không ai đi đâu được hết. Thì có nghĩa là anh chỉ ở đó thôi, anh tập trung anh làm, anh cũng muốn đi đâu không đi được hết. Nên là họ phải gọi. Nó trong cái đảo cũng nhỏ lắm, thì cứ ở đến giờ ai thì cứ đợi ra rồi. Nguyên gần hơn nửa tháng ngoài đảo. Nhưng mà cái thời gian đó, cái thời gian nắng nhớ nhất với anh là đoàn làm phim luôn. Anh ở chung rồi sống với diêm dân, rồi cùng nắng cùng mưa, rồi cũng có những cái trận sức mất rất là lớn, tại vì cái điều kiện nó hơi khó khăn. Nhưng mà anh nghĩ là vượt qua được rồi, thì đến giờ phút này mọi việc cũng rất là tốt. Và đó là cái khó khăn thứ hai. Ê, con này là đặc quyền của báo đó, cho tôi mỗi trường hợp rất khác nhau nên anh cũng không thể nhận định cái phim khác được. Tại vì người ta làm cái phim rồi người ta nghĩ gì sao mà anh đọc được. Nhưng mà anh có thể chia sẻ như vậy, thực ra thì anh thua là từ lúc đầu á. Cái cách làm việc anh nghĩ cũng rất là quan trọng. Còn những cái sau đó thì thật sự ra thì phim nào anh nghĩ cái việc mà dựng á thì nó có cái tiết tấu của cái phim. Nhưng mà như vậy là từ đầu thì trong các cái vai thì bao giờ nó cũng là được xác định cái vai đó, khi mà đọc kịch bản nó rất là rõ, cái tuyến nhân vật rất là rõ, ví dụ có vai chính đúng không, có vai phụ và có những cái vai nhỏ hơn. Thì anh thua nhà sản xuất khi mà nói chuyện với những người diễn viên họ có kịch bản rồi. Còn anh nghĩ cách thì có nhiều lý do cách lắm, còn cái lý do của những cái phim khác thì anh không biết nha, nên anh cũng không chia sẻ rõ được. Theo như anh thì thị trường điện ảnh phim Việt hiện nay thì đang như thế nào? Hay đấy, gọi này hay đấy nha. Thật ra thì anh thấy như vậy nè, mọi người đều nói là rủi ro cao và anh cũng thấy điều đó, chứ anh cảm thấy ví dụ như vừa rồi thì chúng ta đếm đầu ngón tay phim thành công là không nhiều, so với những phim gọi là chưa thành công. Anh ngại dùng từ thất bại với nói các phim đó, tại vì thất bại nó có nhiều yếu tố. Thực ra anh thấy có nhiều phim hay và tốt đoạt giải cả quốc tế nha, nhưng mà cũng không phòng thân phòng vé đúng không? Mà anh em làm cái mạng báo chí anh cũng thấy mà, ví dụ như phim của anh Trình Hùng thì sao chê được, anh còn đoạt giải cả Cannes nữa mà đúng không? Nhưng mà cái thị trường thì nó cũng có cái gọi là nó có cái đặc vị được, có người yêu thích cái việc đó. Nhưng mà em hỏi câu hỏi rất là hay đó, đó là cái thị trường Việt Nam với anh nha, nó vừa có cái thử thách nhưng mà nó cũng là cơ hội. Anh thì anh hay nhìn tích cực, anh thấy cơ hội nhiều hơn. Khi mà cái thị trường khốc liệt như vậy á thì nó cũng cho cạnh tranh gay gắt hơn và nó sẽ có nhiều tác phẩm phải tập trung sản xuất tốt. Nhưng mà thật sự là có một cái số anh nói như vậy này, không phải ở Việt Nam đâu, ngay cả Hàn Quốc mà anh vừa đó anh có tham khảo ngay bên Mỹ ấy, thì cái lượng phim hàng năm ra cũng rất thôi. Bên Mỹ anh biết là có hàng năm có kia, nếu mà chưa trước dịch là có 1.000 phim một năm. Mà những phim mà em thấy thành công thì em thấy bao nhiêu đúng không? Nhưng không phải là thị trường Việt Nam, mà hình như cái thị trường điện ảnh là kiểu khốc liệt có nghĩa là cái nó ra rất nhiều. Nhưng mà tại vì thật ra mà anh nói không thể một năm mà phim nào cũng thắng hết. Em có đồng ý không? Thị trường khán giả làm sao mà đi coi suốt một năm mà thắng hết? Thứ nhất là cái thị trường chung đúng không? Thì nó cũng có cái mùa. Rồi khán giả như em đi coi thì cũng phải coi xong nghỉ chứ. Em phải đợi cái phim nào em thích chứ đúng không? Nó phải gu của em chứ không phải ngày nào cũng ra. Thì không phải là lúc nào cũng vậy. Nó có vừa tâm lý, nó vừa là do cái đời sống điện ảnh. Nhưng nó có một cái thực tế là như vậy, hiện nay thì ở Việt Nam nó có hai mùa, người ta thường gọi là mùa của Tết và mùa 34 á, có thật đúng không? Thì do cái thương hiệu hai cá nhân họ tạo nên đúng không? Đó thì anh nghĩ là một trong những cái thành công đó là do đặt được cái vị và cái số đông yêu thích người Việt. Thì có một cái như vậy, anh làm chương trình nhiều thì anh biết
có nghĩa là cái điều đó cực kỳ quan trọng. Có những người họ thích một ai đó rồi, đôi khi họ cũng không có lý do, không cần lý do mà họ sẽ ra rạp, họ ủng hộ. Em có thấy điều đó không? Có nghĩa là đương nhiên là anh nói nha, làm phim vẫn phải hay, hay trong cái cạnh của anh á, còn mọi cái khác á thì đôi khi hay rồi á, có nhiều phim hay nhưng mà người ta không được cái truyền miệng tốt, em có thấy không? Đó là báo chí hay là truyền thông nó không có tốt thì cái phim nó cũng bị thiệt thòi. Nhưng mà có những người bây giờ anh thấy, dù anh nói này, bây giờ em không cần truyền thông thì Tết cũng biết là phim của ai rồi. Anh thấy có cái lợi không? Rồi ngay cả 34 giờ em không cần nói gì, cả năm người ta biết chắc chắn là cái đó là truyền thông, gọi là sao? Không cần truyền thông mà nói truyền thông. Thì anh nha, anh có một mơ ước nha, ví dụ tại sao anh làm tháng 9 nha, anh cũng ao ước là ví dụ tháng 9 là có phim của Thần Tinh. Tại vì những cái ngày đó là những cái ngày mà trong năm, là ví dụ như cái tháng khác em khó tìm ngày lắm. Thì trong năm Tết là ai cũng Việt Nam thì nhất là Tết rồi. Tết 3-4 phim có phim với anh. Đúng không? 34 thì dịp lễ lớn, tháng 9 cũng là lễ lớn, mà anh thấy cái tháng 9 là hiện nay ở Việt Nam chưa có một cái người là chốt ở cái ngày đó. Đúng không? Rồi có những đạo diễn rất là nổi tiếng nhưng mà tùy theo mùa, như anh Victor thì có khi tháng 11 xong phim sắp tới của anh là tháng 5. Rồi tháng sau tháng 10 có là anh cứ làm theo phim mà anh xong cái phim đó thì anh sẽ chiếu trong thời điểm mà anh thấy nó thuận lợi. Thì anh rất là tự tin tại vì anh nói là phim hay thì ở mùa làm cũng có, nhưng mà anh thấy cái điều đó cũng hay. Nhưng mà ý em nói cái thị trường của Việt Nam nó, nếu mà ai mà tự tin 100% dựa vào tất cả những cái điều đó, anh nghĩ đôi khi cũng là hơi chủ quan, có nghĩa là cũng được phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Nhưng mà anh nói có những yếu tố mà có những cái người hiện nay họ đọc được cái thị trường, thứ hai là họ được rất nhiều khán giả mong chờ, và phim họ chưa ra anh thấy họ đã làm, người ta đã đục vịt rồi. À, nhưng có cái hay nữa là những cái đạo diễn mà đang anh thấy đang có được khán giả yêu mến thì bản thân họ cũng bắt đầu phải nâng tầm nữa. Cái áp lực kia em tưởng hả? Bây giờ phim nói như vậy rồi, phim sau mà. Nên cái đó là có cái hai cái mà áp lực của khán giả mà họ muốn. Ví dụ như anh mà anh làm phim không, ví dụ như dịp này may mắn với anh làm phim thành công thì đương nhiên nó cũng tạo cho anh một cái áp lực của phim thứ hai, đúng không? Nhưng mà thật ra cái áp lực đó nó có cần thiết. Thật ra những cái người mà bản lĩnh họ vẫn cần những cái thử thách lớn để họ vượt qua. Hôm nay họ chạy được 100m trong vòng bao nhiêu phút thì họ phải muốn rút ngắn cái thời gian đó, đúng không? Bao giờ cũng vậy. Thì anh nghĩ cái điều đó thì thú vị cho nên điều nào? Đúng như anh nói là ngày 2 tháng 9 thì phải hơn chính trị rất là, cũng đã có một số là những là đã phim rồi thì anh có nghĩ là anh nghĩ như thế, như thế nào về cuộc đấu của hai muối và một số phim cùng lúc cũng ra rạp vào ngày này. Anh nghĩ là anh thì anh hay nhìn tích cực lắm, và vừa rồi anh có chia sẻ thì anh nói vừa rồi anh nói vui thôi, vô tình năm nay có nhiều phim thì tự nhiên cái thị trường nó, anh thấy em bản thân em thấy nó rộn ràng không? Dạ. Tụi em coi cái mạng báo mà tụi em thấy tự nhiên tháng so với mọi năm thì tự nhiên cái không khí nó khác không? Như vậy nó được hưởng lợi. Và đôi khi anh thấy cả những phim cùng chiếu được hưởng lợi, và rõ ràng chúng ta thấy rằng phim của chị đang chiếu nó cũng tốt. Tại vì người ta quan tâm, và vô tình khi truyền thông đưa tin thì đưa phim này đưa phim kia, đúng không? Thì tự nhiên nó tạo thành một cái hệ sinh thái tốt. Chỉ có cái điều là đúng là đến lúc mà khi quan tâm như vậy thì chất lượng phim phải được nâng lên, thì cái điều đó mới là quan tâm đó. Đúng rồi, ra thì so sánh thì cái điều đó cũng tốt thôi, nhưng mà mình chưa tốt thì mình nói. Nhưng mà theo anh nghĩ tích cực thì ở tháng 9 năm nay có một lúc nhiều phim thì làm cho cái sự sung túc nhiều hơn, và mong chờ khán giả biết đâu khán giả cùng nhau ra và đồng hồ tìm xem là phim này nó có cái gì hay, phim kia thế nào để họ cùng bàn luận. Thì như vậy anh nghĩ cùng có lợi đấy, theo anh nghĩ là vậy. À, câu hỏi cuối cùng là không biết là sau phim này thì anh có dự tính gì là mới không? Có, trong đầu anh cũng đang viết kịch bản rồi. Hy vọng là 29 năm sau khán giả có phim để xem. Dạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.